Nào lên trên nào. Xin chào các bạn, lại là mình đây.
Bây giờ mình sẽ cho đường phèn vào. Mình sẽ cho mật ong vào luôn nha các bạn. Cắm vào cái lỗ này nhé.
giây của hai chị em mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.